Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop giày Si Tuấn Hương ạ. Hôm nay thì shop giày Si của em lên sẵn hàng báo giá cho mọi người một lô giày tây, giày da đồng giá là từ 250 đến 400 tùy từng mẫu nhé. Các bác mua hàng thì chốt đơn ưng mã nào thì chụp màn hình lại hoặc là đọc theo cái mã mà em đã chốt ở trên like nhé mọi người nhé. Em sẽ nói chi tiết giá này, size và mã giày. Các bác chốt theo mã giúp em. Đây là một đôi giày tây nhá, mã là H8, size là 42, hiệu Soda. Soda của Hàn Quốc ạ. Giày phun da, dáng thể thao, size 42, chiều dài bàn chân 270. Mẫu này thì 27,5 cm vẫn có thể đi vừa nhá. Giá cho đôi này đang bán cho mọi người hôm nay trên line là 250 nhá. 250. Hiệu Soda của Hàn. Hiệu Soda của Hàn nha các bác. Đôi này thì nó hơi bụi một chút nha mọi người nhá. Các bác mua giày thì mua thêm giúp em một cái chai xịt vệ sinh này này. Đấy, giày mà chỉ cần bẩn hay là bị bụi chẳng hạn, mọi người chỉ cần xịt cái vệ sinh này xong mọi người đánh lại là sạch nhá. Size là 42, chiều dài bàn chân 270. 275 cm vẫn có thể đi vừa mẫu này nhá. Chiều dài bàn chân khá là dài. Đấy, giày bắt đầu ra rất là bóng rồi. Em có mã nha. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày lười. Hiệu của đôi này là Ambel. Giày này của Thổ Nhĩ Kỳ nhá các bác nhá. Size 260 tương đương với là 41 nhá. Giày da rất là êm mềm, hiệu Ambel. Và mẫu này thì đằng sau của nó, cái phần gót này, nó có một cái miếng gọi là như kiểu dạng bo chun ý. Mọi người, khi mà mọi người đi vào chân thì nó sẽ ôm trọn cái vòng chân của mọi người. Size là 41 nhá, không phải 40 ạ. Mã cho đôi này là mã T7, size 41, giá 300 cho đôi này, hiệu Ambel. Mẫu này của Tây Ban Nha nha mọi người. Đằng sau của nó là có một miếng gọi là bo chun ở đằng sau, mọi người thấy không ạ? Đấy, đi rất là ôm chân. Đôi này giá 300 nhá, hiệu Tây Ban Nha. Đôi này là do em nhét lõi ở đằng sau để cho nó căng phồng. Đôi này thì mới nhá, không lỗi lầm. Hàng nhà em thì ít khi có lỗi á. Nếu mà lỗi thì em cũng sẽ báo luôn cho các bác biết nhá. Lên tiếp ạ. Một đôi giày da lưới. Da nhưng mà lại bằng lưới. Size 260 nhá. Nó ghi 260 tương đương với là 41 nhá. Mã Y2. Giày da nhưng mà là dạng lỗ lưới như này mọi người nhá. Và dáng là dáng giày lười. Đấy, lưới như bên trong như này, lót da. Ở bên này nó có hai cái miếng bo chun nhá, để mà ôm cái phần này của mọi người khi mọi người đi vào chân thì nó sẽ rất là ôm chân. Size của đôi này là 260 tương đương với 41 hoặc chân bác nào 41.5 nhá, chân mỏng thì có thể đi vừa mẫu này. Chân mỏng thì đi vừa. Giá cho đôi này là 300 ạ. Giá 300. Đây là một đôi giày lười. Dáng giày tây. Mã M5, size 42, hiệu là Bioshop. Chiều dài bàn chân cho đôi này là 265-27 cm. Lót lòng trong và lót da. Giày bên trên là bằng da, thiết kế đan cói nhá mọi người nhá.
Lô này thịt mới ạ. Mã M5 size 42. Giá cho đây là 250 nha mọi người. Hôm nay em bán giá rất là tốt cho các bác, giá chỉ có dao động từ 250 đến 350 400 thôi, tùy mẫu nhá. Nhà em hàng về rất là nhiều, thế nên là sẽ sẵn lên dần dần cho các bác. Bác nào chưa tìm được đôi nào ưng ý thì mọi người vẫn tiếp tục xem video để ủng hộ và theo dõi nhé. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày lười, mã là N13, size là 41 ạ. Đôi này là dáng giày lười siêu nhẹ. Giá cho đôi này là 300 thôi ạ. Lót đằng trong đây, giày phun ra. Đế thì là tình trạng độ mới cô khá là ok. Và đôi này nhẹ lắm mọi người nhá, da rất là xịn. Size của đôi này là 270 mọi người. Size của đôi này là 270 nhá, tương đương với là 42, không phải 41 ạ. Mã N13 giúp em, size 42. Bác nào ưng chốt đơn đôi này thì mọi người chụp màn hình lại giúp em nhá. Em lên mã N13, size 40. N13, size 40, đôi này dáng về thể thao, đế bằng. Lót bên trong đây, đôi này hiệu New York nhá. Hiệu New York, mã N13, size 40, hiệu New York. Hiệu của nó là Zealous to Us Sports, mọi người nhá. Made in Korea. Hiệu của New York nhưng sản xuất tại Hàn. Size là 41.5. Chiều dài bàn chân là 26cm nhá. Tôi toàn bị đánh nhầm size thôi. Lổ. Còn anh ạ. Nhưng mà anh nhắn địa chỉ với cả mã cho em qua tin nhắn lát anh check nha, em đang live stream ấy. Một lát nữa em gọi lại. Vâng vâng. Đây này mã là M13, size là 41.5, giá 350. Hiệu kiểu New York, sản xuất tại Tây Ban Nha mọi người nhá. Nhầm, sản xuất tại Hàn. Hiệu New York, sản xuất tại Hàn. Size 41.5 nhé mọi người nhá. Mọi người chốt theo cái mã mà em báo nhá. Nhiều khi ghi sai ở đây là do thợ với cả là do có thể là bố em đánh nó bị nhầm sai ấy. Em đang phải kiểm tra từng đôi. Đôi này là hiệu của Miso by Tendi của Hàn Quốc. Giày phun da màu trắng. Điểm nhấn của đây là nó có miếng lớp vải kim tuyến dọc ở đây nhá. N16, size là 42. Hiệu này của Hàn Quốc. Size này là 42 nhá. Mã N26. Giá cho đôi này là 400, đôi này thì mới tinh luôn. Đế trắng, đế lại còn cao khoảng tầm 2,5-3 phân. Các bác phối với cả quần jean hay là quần kaki, đối với cả cái mẫu này thì đều đẹp cả nha mọi người nhá. Em lên mã S31, size là 41.5. Fit 42 đi vừa. Mẫu này giày có màu vàng bò, ở đây nó có biểu tượng giống như kiểu cái hãng xe Maybach ấy. Đế thì là đế cói nha mọi người nhá. Ở dưới thì là một lớp đế cói, người ta đã đan cói rất là chặt ở đây và người ta dán. Ở dưới thì lại dán thêm một cái miếng gọi là miếng gỗ ở bên dưới. Và đế của nó thì thiết kế man sát chống trơn trượt. Mẫu này thì làm thủ công bằng tay hết nha. Hiệu đây lại, hàng chính hãng nha, chuẩn cực kỳ luôn. Đôi này thì made in, sản xuất tại Việt Nam.
nhưng mà hiệu của nó là của Thổ Nhĩ Kỳ nhá. Size của đôi này là 41,5 fix 42 đi vừa. Chiều dài bàn chân nó lên đến 26,5. Bác nào chân 26,5 thì chốt mã S31, size là 41,5 fix 42, 350. Thì chốt cho em mã này giá là 350 nha. Em lên tiếp, đây là một đôi giày của thương hiệu Simin. Mẫu này thì hiệu của nó thì là nót còn rất là mới luôn nha các bác. Chữ nét nền nẹt phun mạ vàng nhá. Size của đôi này là size 41,5, mã TL10, chân 42, chân mỏng vẫn có thể đi được nhá. Dáng giày lười, thiết kế là kiểu đan lỗ, đan cói và có đục lỗ như thế này để tạo điểm nhấn xung quanh. Giày lười, da thì hơi bóng nhá. Đế thì rất là mới này, có dán ma sát chống trơn trượt rồi nha. Giá cho đôi này là 450. Hiệu Simin, Simin là hàng của Hàn nhá. Và đây là hãng rất là cao cấp của Hàn. Ký hiệu của nó là có chữ R. Ký hiệu giống như kiểu Rolls-Royce ấy, nhưng mà không phải hãng Rolls-Royce mà hãng này là của Simin. Simin là của Hàn nhá các bác nhá. Simin. Em lên mã B25. Size là 40,5. Đôi này thì dáng giày lười có thiết kế buộc dây. Hiệu Hàn Quốc nha. Đôi này hiệu của Hàn các bác ạ. Đế đấy ạ. Đôi này đây. Lót da. Đế tình trạng còn ok nha. Size là 40,5, made in Korea, mã B25 giúp em. Giá cho đôi này hôm nay trên live là 450 nha. Hôm nay em sale cho mọi người đôi này giảm còn 350 thôi. Đôi này giảm còn 350 nha. Mã B25 hiệu Hàn Quốc. Hiệu của Hàn nhá. Em lên mã N22. Size là 41 ạ. Chiều dài bàn chân cho đôi này là 25 cm. 41 là chiều dài bàn chân, 26 cm. Lót đây ạ. Giày phun da, có buộc dây. Đế là trắng. Hiệu của đôi này là của New York. Hiệu Dupfen, Dupfen New York. Mọi người nhá. Size của đôi này là 41. Giá cho đôi này là 400 nhá. Lấy các bác 400 thôi. Ghi ở đây là 500 nhưng lấy các bác 400 thôi. Cái lô giày thì giày Tây mà hôm qua hàng mới về em lên ý mọi người. Hôm qua em lên khoảng tầm 20 đôi, bán sành sạch sành xanh còn có mỗi 15 đôi thôi. Thế là mới biết là các bác là rất thích mua nhà giày Tây nhà em. Giày hôm qua em lên gọi là siêu phẩm, đôi nào cũng đẹp. Đôi này video trong video hôm nay cũng vậy nha. Rất là nhiều đôi đẹp, đôi này của thương hiệu New Balance. Hàng của Ý nhá. Mã là T15, size 41,5. Đôi này bán cho mọi người giá tri ân 250 rồi. Chiều dài bàn chân là 26 nhá. Hiệu LB. Dáng thể thao nhưng mà giày là giày phun da nhá. Giày là giày phun da nhá. Mọi người cứ chờ đi, nhà em còn rất nhiều giày đẹp luôn. Nhiều lắm. Năm nay em ôm từ hàng từ rất là sớm mọi người ạ. Như mọi năm là cháy hàng đấy. Đôi này là Misope của Hàn Quốc. Hàng không về được, tắc biên. Gần Tết này còn tắc biên. Mã H10 size 41 nha. Misope của Hàn. Đôi này size 41,5, các bác chân vẫn có thể fix được nhá. Chiều dài bàn chân đôi này là 26,5 cm. Giá cho đôi này cũng tri ân cho các bác là 250. Bác nào hôm nay mua từ 3 đôi trở lên em sẽ tặng thêm cho mọi người một cái chai xịt vệ sinh nhá. Chai xịt vệ sinh giày da.
Đôi này size 415 nhá, mã H10. Đôi này là mã B9 này. B9 ạ. Size là 40.5. Đôi này là kiểu giày lười buộc dây ấy. Hiệu của nó là Tendi nhá, của Hàn Quốc ạ. Tình trạng đôi này còn ngon nhá, độ mới cao. Giá đôi này bán cho mọi người giá 250 thôi. Hiệu Tendi của Hàn, mã B9 ạ. Siêu đẹp da này. Đấy, B9 ạ, size 40.5. Em lên mã A5, size 40.5. Giày có màu vàng nhá, màu vàng kiểu dạng vàng bò ấy. Hiệu của đôi này thì đếm xem hiệu nước nào. Size 255 nhá, hiệu Hàn nhá, hiệu Hàn A5, size 40.5. Đôi này đế hơi mòn nhá, đế hơi mòn một chút. Đôi này bán cho mọi người giá là 250 thôi ạ. A5 giá 250, hiệu Hàn, đế hơi mòn một xíu nhá. Đôi mặc với quần kaki sáng màu thì rất là đẹp. Tuy nhiên đế hơi mòn một xíu nhá, các bác thông cảm. Và em đã trừ thẳng vào giá rồi, khoảng có 250 thôi. Nói chung là ngang với cả hàng mọi hôm em sale rồi. Thế nên là nhưng mà đôi này đi với lên chân thì sẽ rất là đẹp nhá. Lên tiếp ạ. Một đôi giày lười mã T6, size là 42. Cái bút vừa để đây đâu. Đây, size 42 nha. Giá cho đôi này bán cho mọi người chi ân 250 thôi. Mã T6, giày này của Hàn nhá. Nó là bằng da, tuy nhiên là bên trên là kiểu thiết kế đan, giống như đan cói ấy. Đôi này rất là mộc mạc Hàn Quốc, giá cho mọi người là 250 thôi. Nói chung là ngang hàng sale. Đấy. Em lên đôi cuối cùng này. Đôi này của thương hiệu Zhou Gorex, Gorex. Mã B10. Italian Patent. Size 42 nhá, size 8 này, 42. Giá 350 đôi này, hiệu của nó là của Anh. Gorex của Anh. Lót lòng trong vẫn còn jean ạ. Italian. Giày là nó như kiểu màu ghi xám mọi người nhá, ghi xám giống như màu titan ấy. Giá cho đôi này 350. Và đôi này cũng là mã cuối cùng trong phiên live hôm nay của em ạ. Da của nó rất là mềm ạ. Các bác xem kênh thì ưng mã nào chốt đơn chụp màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho em nhé. Zalo là 0987 785 608 ạ. Em xin phép là chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Nhà em hôm nay thì lên mã đến đây thôi ạ. Em chào tất cả mọi người nhé.